bài gì? Sáu được nhiêu năm rồi? Không, cái này tự tập hỏi thôi chứ. Tự tập hỏi hả? Hỏi cho em nghe lại tí xíu đi. Thôi, thái ca. Dạ. Ca đi. Ca cổ hay ca nhạc? Ca cổ. Rồi, anh ca. Cho em tặng em một câu dụng. Em ơi, tháng ba em ngao cá cầu tóc tranh chạy ngăn hà chức nơi ngủ ngang sau một năm dài sớm. Cành đắng cay để chờ anh sống kia đang coi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lội đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi vắng vắng kêu gào biết cùng ai xa chia thương sâu lòng thương cành xanh cố tàn trong sớm mai thương cành xanh cố tàn trong sớm mai ngoài kia lớp phát mưa bay ở đây dột đắng dột ngay hạ lòng quanh hỏi quanh nơi từ bấy lâu nay sống cạnh đơn coi ăn mày cũng khổ một chén thừa thía sẽ cho con đêm nằm không chú lấy chân làm nền nước mắt chẳng tâm ni dòng mong manh có ngày gặp lại người bạn tình xưa một thời xa cách để rơi bớt đi nỗi sầu có lẽ cho con gặp mẹ bớt cảnh đơn côi quanh nơi quanh nơi em có biết không giờ em ở nơi nào hay tiếng thôi tới bến ông quay rồi cảm ơn anh nha. Ở đây là bến đò Bình Giang, anh tên là Mã, anh tên gì anh? Mã Văn Tài. Đò bến đò Bình Giang qua chợ mới thì gặp anh Tài. Anh Tài ơi, tặng em một câu vọng cổ nữa đi, cho các bạn một câu vọng cổ đi anh. Tới bến rồi, một câu nữa thôi. Tới bến anh Tài.